Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ngày sáng thế ý về cứ hoàng để nhất truyền pháp sư khải tấu văn trạng thiên phủ anh em ta hả tuân phụng như lai thần tuân phụng Thích Ca như lai gì sao thần pháp sư thành hoàng vinh cũng thể thù đôn thủ bách bái trần từ tuyên bạch phục thi đức thủ cao minh phổ biến thập phương chỉ để rơi tâm thành kỳ đảo thiên phủ ý a chi chứng minh nhất điểm chi thành xuyên tường tất tộc viên hữu vì Việt Nam quốc Quảng Ninh tỉnh thị xa Quảng Yên phố Quang Trung gia số 25 khu 3 khu bản điện Phúc Ninh từ sư cư thượng ý a phụng Hòa Thánh Hiền Cung Đường Thiền Tiên Đế Cung Minh Phật Thánh Phát Tấu Biểu Quan Đan Điệp Thịnh Phật Tuyên Kinh Cung Minh Đình Thần Tứ Phủ Thảo Tiến Sơn Trang Sam Tạ Thiên Quan Đền Hoàn Nóng Y A Mạch Y A Đền Mây Hoàn Bảo Y Quan Y A Hoàn Trai Tứ Phủ Khai Hồ Mở Phủ Xuất Thủ Trình Đồng Hồi Tâm Hương Đạo Quý Nhập Thánh Môn Cầu Huy Ai Đạo Thánh Tiên Giải Hạn Tam Tai Vì An Phúc Thọ Viện Tông Tài Ngương Cầu Tiến Công Danh Chiêu Hồi Tài Ý Lộc Kim Thần Đệ Tử Thanh Đồng Trưởng Mộc Ân Trần Vũ Tiến Đạo Hiểu Minh Quang Dẫn Ý Trình Ý Căn Ý Chủ Tân đi đồng đạo thị thành pháp danh diệu tĩnh y huệ bản mệnh sinh ngư giáp tý liên hành canh tam thập kỳ thất tế an cư trú tại Việt Nam quốc kỳ Bắc Ninh tỉnh huyện Tiên Du xã Đại Đồng thôn Đại Bi Sâm nơi nhất tâm tu thiết lễ nghi cùng hợp đồng giai đằng tức nhật ngưỡng can thanh thính khủng giám tàm thân ngôn niệm thần đẳng cấu trinh bạch ốc giam thuộc thanh đồng số ký định vô thiên cung mệnh thực căn ư tư phù y thần hôn y kính ngưỡng đản y khắc hoàng lương do số bệnh tiên đạo y nan y đạo vi thử hợp vì hương y tâm hướng y hồi tâm hướng đạo do thị kim nguyệt các nhật tu thiết thương hoa kim ngân y quan y kim y ngân y quan đối hình y nhân y tiềm đại tượng mã long chu y giải y đơn điệp hoa y hạch tĩnh cung y trần y sở hữu sớ văn chi tâm thượng tấu y cung duy thiên phủ chí tôn kim quyết ngọc hoàng nguyên cung cao thượng đế kim quyết cung thỉnh thiên ly tiên thánh mẫu y đệ nhất cửu trùng thiên thanh vân công chúa thanh cung hạ thiên phủ y cung thỉnh thiên phủ liệt vị hoàng thái tử đệ nhất vương quan chư vị khâm sai cai đồng thủ mận công chúa thánh tiền thiên phủ tứ thiên sư giả trưởng bạ tào quan nhất thiết thanh chúng vị tiền phục y vọng thánh từ đồng thì chiêu giám phục quyền y các gia hội đồng chư tôn bảo hộ tỷ thân đẳng
đệ tử Tân Thanh Đồng Xuân Tăng Ngũ Phúc hạ trừ tật bệnh dĩ băng tiêu thu tông tam tài đông tiếp trinh tường nhi vân tập thần cùng các thanh bản mệnh nghị thọ trường thọ tỷ Nam Sơn phúc như Đông Hải nguyện nhi dã tòng nghi tâm cầu chi như ý đàn thần là tình vô nhẩm thích chiết bình danh chi chi cẩn giữ thiên vận canh ti liên bát nguyệt ti nhị thập ti tứ nhật thời đệ tử khấu đầu thành tâm thượng giới hàm chống minh hòa bình thế giới dân thôn bản hạc sở tại xứ cư tứ thời Hưng Long phong điều Vũ Thuận là Huông phủ thánh điện Hưng Long chúng nhân các thánh quốc đảo dân cầu thập phương chiêm bái ức liên hương hỏa truyền đăng kế tự phụng sự thánh tiên là chứng tâm chư gia chư nhân thanh đồng đạo quan ngôi vị đồng đền đồng điện bách gia trăm họ niên nay mưa không quản nắng không nẻ bái nhất cửa đình thần tam tứ phủ vấn an cửa quan lớn anh hả tiếp thêm quả phúc gia trung họ Đào nhỉ. Nguyên do mệnh trọng căn thâm người sinh dương thế số hệ đế đỉnh căn cao số lặng. Chí tư kim nhật tiền niên xuất thủ phụ cống hoa nghi hình nhân tích tướng tu thiết đàn duyên. Sở cậy đồng đèn chỉnh túc cân ni loan giá phụng hành. Anh em tài chứng giám đàn duyên trên thượng tấu đế đỉnh dưới hạ trình long cung biến hung thành cát cải họa vi tưởng cung phủ họ Đào. Từ nay trở đi từ chi hướng hậu. Được yên căn yên số yên sổ thiên đình đạo hạnh tĩnh tâm các tưởng như ý tài như xuyên trí lộc tự vân lai được hồi gia an nghiệp phúc đến tội qua phúc lai tài tống già được mạnh khỏe trẻ được bình an các uốn các tiểu cho công danh đỗ đạt bút niên anh phê chuẩn thương mại hanh thông hả để tứ thời Hưng Long xuân đa cát khánh hạ bảo bình an thu tống tam tài đồng nghinh bách phúc tả phù hữu trợ xuất nhập bình an vận hạn giải trừ tai ương viễn tống được tí xí tí xương được thiên hoan hỉ à được địa hoan hỉ à được bách thần giai nhân ủng hộ à thế truyền tứ trụ triều đình quỳnh quế đôi bên nổi chống thiết triều quan lớn anh kéo cầu đăng đàn khai phủ cho Đào niên này hả cho đi. Có lên
trường là tâm số quả cao là tâm y lòng con liên trì. Tiếp lòng ban tài hướng về tiếp lòng ban tài ban danh ban diện đi cho người trần gian hướng về tiếp lòng ban tài. Tiên lưỡng lệ sẽ quạt tiên quạt đi nghiệp chướng đi tai ương cho đồng xu tan bỏ lâu lo. Mở sổ công đông lưỡng lệ mở sổ công đông ghi tên chết họ cho đồng vào đề khắc một lòng không có giác đứng đứng sai. Lại lại ở ra dòng chính dòng lại đứng ra dòng bùi thịt đầy đầy lòng nghi tương chùi ngay hoa bốn mùa phẳng lặng đa qua. Phúc thịnh thịnh yêu lai tiểu
đúc 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 vô hành dòng nhạc quạt kỳ dị khai hoang chứng minh nhân. Chân chân linh nhân đồng lớn về chân chân nhật đồng trao khăn đốt phủ cho người trần gian đương đi chân chân nhật đồng. Chứ chứ tinh là gì đương ơi chứ tinh là gì sống thì là cốt đi tình thì là theo mấy lâu đã có học theo có công linh chủ đề đề khẩn cầu chi ba người trong khắp cầu ở lớp lớp một đồng phụ thác chú niệm hội đồng tốc cáo đà. Thank you.
người văn thư lên truyền lên người văn thư quan lớn bây giờ ngài đoan ra anh linh trước là bảo dân tình sau ra tu cho thế ta tình bên này ra chẳng thể biết biết anh văn sơ dâng lên thượng lai văn sơ dâng lên quan đi lên đôi chung biểu rõ ràng đồ cho đi khai quang sông ngang thân kỳ diệu quang minh chính đẳng chuyên hạ tăng cung giả kim cung hoàng đơn cận ánh chú thiên trung vương ta đang đăng ký đăng thiên đi mất chút sinh vô ngã kim linh linh đi dòng ngang thân kỳ diệu quang minh chính đẳng tuân mục như lai thần tuân phụng Thích Ca như lai thì giao thần khắp sự thành hoàng thành vùng thể đủ đốn thủ bách bái trần từ tuyên ni bạch hồ vĩ à, đức thủ cao binh phổ biến tập phương chi thế lê đâm thành kỳ đạo ngưỡng mông y à, địa phủ chi chứng minh a nhất đi a ya niệm mi a ya nhất đi a niệm mi a ya chi thành ya xuyên mi a đường mi a xuyên đường tất tập viên hữu vì việt mi a nam mi a quốc bắc ninh tỉnh tiền mi a du huyện đại đồng xã đại mi a mi a thôn mi a xóm mi a nội y vũ mi a bản mi a điện mi a phúc nhân minh tử sứ cư thượng mi a phụng ai ya Phật thanh niên cúng đường thiền tiên ni lễ cung ninh Phật thanh Phật tấu biểu quan ni an điệp tỉnh Phật tuyên kinh ninh tư hộ bảo tiến sân trang ni a sam ni a tạ thiên ni a quan đình ni hoàn tạo y quan hoàn ni trai tứ phủ khai hồ mở phủ xuất thủ trinh ni a đồng thất khai thân ni tiến cầu y a thanh ni a đồng hội tâm hương ni đạo quy nhập thánh môn cầu y đạo thánh viên giải hạ ni tam mi a tai kỳ an phúc y a thọ vĩnh tống tai hương cầu y tiên công danh chiêu hồi tài y a lộc sự kim mi thần đệ y a tử trưởng y a ai y a thánh đông y a trưởng chân y vũ y a tiến đạo hiệu minh quang cờ y a vì cờ vì đại tấu dân trình y a căn chủ tân đồng y a đạo thị thành y pháp danh y a diệu y a tinh y a huệ bản y a mệnh y sinh y a ư giáp y điên hành canh tam thập thất y a tuế cùng hợp y a đồng gia quyến đẳng tức nhật ngưỡng can thánh kinh phủ giám phàm tâm ngôn niệm thần đản trinh cơ khâu y sinh bạch thì giới kết cập thì nghiệp duyên đệ tử căn số chi an bài thì thiết nữ tai hương chi xâm phạm câu y vì tư y phủ thần hồn kính ngưỡng đan y đan y do y số y mệnh y đan y đạo vi thử học vì ai vi thử hồi tâm hương đạo do thị kim nguyệt các nhà tu thiết thương hoa kim y ngân y hình y nhân tiền đại tượng mã long ni a chu hải i a i a giải đơn ni a độc ni a hoa ni a hệ tĩnh ni cung phu trần ni phụ nữ sớ văn tiền thân thượng tấu i a cung di i a địa vũ chi ơn bắc âm phong đô nguyên thiên đại đế i a kinh quyết ni a hạ i cung ni a thịnh ni a
Phổ chi tôn đi địa tiên thanh mẫu quỳnh hoa dung liễu hạnh công chúa thanh mi cung hạ cung mi thỉnh liệt đi vị hoàng thái tử vương nghi quan cầm mi sai cai đồng thủ mệnh công chúa thánh nghi tiền nghi thánh tử đồng thể diệu giám phục kỳ nguyện các gia hội đồng chư tôn đi bộ giang tòng nghi dòng thư tử quang nghi năm ta khẩu chuyên ngôn hội đồng chuẩn nạp tỷ đệ tử phúc nai tai tống tư thời vô hạn ách chi sâm các tập hung tiêu bát tuyết thưởng chi tương chi khánh gia môn hưng vượng nhân vật bình an tài mại hưởng thông tài thăng ngọc chi đáng thần nà tình vô nhậm khuyết chiết bình danh chi chi cần sứ thiên vận canh thi thiên bát nguyệt thì nhị thập tứ nhật thời căn chủ cúi đầu thành tâm thượng giới tẩy diệt cho đông đường về tẩy diệt cho đông
mặt hoa ra phất đi hơn người trần gian tư vì tình cho đồng tẩy hết bụi trần cho đất tiến tẩy hết bụi trần thành thành cao rồi ai mười phần thành cao
sơn ninh bạc bằng ác đi Bye.
Cầm đi cầm đây bấm 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 bấ